khẩu máy 2 tấn rưỡi này, tôi mắc ra. Trả luôn hả? Dạ. Về đâu? Dạ, bên 17 anh, lên luôn. À, ra ra hả? Dạ. Cái này nó nặng 85kg lần mà. Từ từ, đã chút. À, 2 tỷ bơm nè. Anh thử bơm cho cắt chưa? Gấp đôi 5 mét lại, tao không biết là hiện máy thiếu rồi tao lôi mày ra đó. Má nói vậy sợ quá, cắt dừng lên trời. Ủa bánh xe đồ kiểm cho người ta chưa? Đây, bánh xe với lại bu lông để trong đây nha. Rồi để em qua bên cái bá lăng 10 tấn, còn tấn 10 mét nữa.